Hello nha anh em. Đam mê lại ùa về anh em ơi. Hôm nay được cái con sù bét ưng bụng quá trời luôn nè. Sẽ dăng keo tới cái chân phụt còn dán nè. À, chân phụt phải gắt chân nè, dán. Đây nó dán. Thời lắm rồi nè ha, ốc của nó nè. Quá đã luôn, nhìn đại xin nó còn đặc sản luôn, đại xin xe này zin hết á, xe này có dặm mé bên này, ở đây dưới đây áo là nó dán keo á, áo trước cái dán keo nè, này còn nữa nè, bên này cũng vậy luôn nè, dán keo. Đẹp quá, máy nổ nghe tiếng vậy nè, vừa đổ máy vừa review coi chơi, trời ơi, kính ủng hộ nè, kính ủng hộ dán keo máy lọc, có mấy cụm nữa nè. Yếu xăng máy nổ đó. Màu này nhìn nó nổi quá anh em ơi, áo nó có bắn á, gửi về nó bị lỗi anh em nè, nó vận chuyển xa quá, xe này mưa tới ngoài Bắc mà nó cắn á, rồi nó bị ngã trên thùng đó rồi bắn lại, hộp sơn nó miếng keo nè, hết đi cái máy này nè. Đại xin sao máy nè, khách biết ha, số tròn rồi nè ha, máy cỡ đó nè ha, ốc đi đến trời không đạo quá, cục dán keo đặc sản xe Bắc nè. Chuyên gia luôn, đồ bò bốc trời luôn nghe nè, đồ bò quá đẹp, thiếu cái ống xăng dư nữa ha, có ống xăng dư dắt đây nữa là mới đúng bài nha ha, mới đúng bài là nhìn là cái kêu là hình dáng kêu là huyền thoại ha. Về mua cái ống xăng dư ghi tọt đây cái nữa, nó phải đủ bộ gì đó, chơi xe này là chơi gì đó, đam mê từ miếng nhỏ, cái máy nổ hết biết cái bò đẹp anh em ha, quá đã, máy nổ thật nhanh, đúng là như xe điện á. À công tắc cầm ở đây là nó chỉ có nút đề thôi, mọi thứ nó dùng hết á, này đèn nè, phanh phút nè, nhanh nè, còi nè, e nè, bên này nó mát nè, hết có biết cái máy là mình lóc nó nè, lỗi xíu được ha, quá đẹp, em còn con xanh nữa, vậy là em còn có con cặp luôn. Cái thật kỳ lắm anh em, có thì có chứ gặp mà xe mà đẹp là chịu nổi, cỡ nào cũng đua với anh em chứ, cầm cái xe tới giờ cái gầm cầm nhận uy tín thiệt, đường hậu nứt đạo quá, hậu đẹp, chùi keo còn sót nè, à, lột ra còn chùi keo còn sót ha, này anh em mua về sưu tầm chơi được anh em, đậu chơi được. Thỉnh thoảng lôi ra cà phê cà pháo rồi kia đồ, tới cái này nó dán keo nhìn nảy được nha, sắt hết biết cái máy
cầm liền còn chứ cầm gần hẹn. Kiệm à. Gấp chạy chỉ. Quá phê nè mà. Nhìn cái cụm này là thấy uy tín đấy. Đi 40,000. À không, lọc keo giận giận nè. Đỏ này đỏ mặn nha. Đó đô quá cái máy. Bắn bên này, bắn bên đây. Úp đuôi còn zin nè. Dưới nó bẩn nè. Nó cắn này nè. Làm lại, thấy rõ ha. Nó bắn lại. Chút đỉnh anh em ơi. Nói chung là lỗi theo thời gian, xe cũ mà. Bắt cái bảo vệ máy này hay ha. Sao keo nó còn hả nè. Dán trước nè. Đẹp, máy chỉnh, máy quá đẹp.